Rồi, xin chào anh em nhá. Đây này, hôm nay có cái chị khách cách đây 2 năm làm lốp không xong anh em ạ. Nhưng mà giống như chồng em tư vấn ấy, bảo là được tầm 5-6 tháng hoặc là 1 năm thì đổ keo thêm một lần. Nhưng mà chị thì cứ thấy nó đi ok, thế nên là cứ bị hết hơi một tí là cứ bơm thôi. Nên là đi được dòng dã thì hôm nay là được 2 năm, nhưng mà keo nó khô đét anh em ạ. Đây nha, 2 năm rồi mà nó khô hết keo. Nó vá đến nỗi mà hết keo, khô luôn. Đây, cho anh em tham khảo xem là anh em nào mà thắc mắc về vấn đề là keo nó có gì vành hay không. Đây nhá, giải đáp thắc mắc của anh em là cái đấy để keo lâu lên thì giúp hoàn toàn 100% là không gì vành. Đây, không có một tí vết nào hết, vành sáng bóng luôn. Hai năm mới hết một lọ keo, không dính một miếng vá nào và vành không hề dỉ một tí nào anh em nhá. Đấy. Đấy, không hề nói dối anh em một câu nào luôn, là chính xác là chị thừa nhận là 2 năm. Đấy. Đây, hết luôn, không còn một giọt keo nào của lốp đây, anh em bốc ra. Đây, đang lần thì ở trong này có rất nhiều đinh nhỏ cắm vào lốp của chị, nhưng mà nói chung là chạy được 2 năm là như thế là ok rồi. Giờ này nếu mình đang như mà đinh, trường hợp mà chị mà không mải làm quá ấy, mà để ý đến mà bảo là đi ra đổ keo thì cái lốp với cái vành này vẫn có thể đi tiếp được anh em nhá. Nhưng mà chị bảo thôi, cái lốp của chị trước khi làm lốp không xong cũng là lốp cũ lắm rồi, nên là hôm nay chị bảo là thay cho chị luôn cả cái lốp mới, nên là bên em thay cho chị luôn cả cái lốp mới nha. Đấy, anh em mà thắc mắc quá trời bảo là có dỉ vành hay không, hay là có ăn vành hay không, đấy 100% nó không hề liên quan gì đến cái vành hết. Đấy, người thật việc thật, khách vẫn còn đang ngồi ở đây, không bao giờ nói dối luôn. Giới thiệu bác là chị chủ nhà. Đấy, đúng không chị? Chị làm cái lốp này có đúng là 2 năm không? Đúng rồi đấy, đúng tròn 2 năm luôn. Đấy, đúng tròn 2 năm luôn. Chị... đây, em khoáng ở đây thì có 2-3 cái đinh nhỏ nhỏ. Nó nằm đây là lốp mà nứt chân chim hết này, cắn hết. Kèo. Đây thì nhìn này. Đây, trong quá trình thay cái lốp này ra để thay cái lốp mới thì chị bảo là thôi thì thay cái lốp mới thì chưa làm lốp không xăm, bảo là đi được một thời gian đã, xong rồi mới làm lốp không xăm. Xong rồi chị bảo là thay cái lốp với lại cho cái xăm vào để đi được một thời gian đã, tận hưởng cái lốp mới đã. Căn bản là lốp không xăm thì có mỗi mình Hiếu làm được thôi. Nhiều khi anh Hiếu đi ra lấy lọ keo. Không ai làm được đâu. Làm nó cũng phải có keo chứ ạ. À, đổ keo vớ vẩn vào là nó lại ăn vành, nó gì hết vành ấy, giống như ấy đấy. Đây, cô em đang lắp cái lốp mới cho chị nha. Đấy, keo đây. Đây anh em nha. Cái thắc mắc của anh em thì bên em đã giải đáp cho rồi, bảo là không ăn vành đấy. Cái keo bên em là keo tự vá thông minh anh em nhá. Bên ngoài nó có rất nhiều hàng giả hàng nhái. Nó giống y như keo này nhưng mà nó không không đạt tiêu chuẩn giống như keo bên em làm. Đấy. Anh em nào mà cần keo tự vá thông minh đi về làm lốp không xăm cho xe thân yêu của mình thì liên hệ cho bên em qua số điện thoại 0962783889. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc, nhưng mà do đợt này tình hình dịch là bên em là ít gửi hàng được anh em nhá. Nên là anh em cố gắng thông cảm cho bên em là lúc nào mà vãn dịch ấy thì bên em sẽ lại tiếp tục gửi hàng cho anh em. Tại vì bây giờ tình hình dịch nó căng quá nên là bên em tạm ngừng gửi hàng vào trong miền Nam
bọn em chỉ gửi hàng loanh quanh khu vực Hà Nội này, Nghệ An này, Thanh Hóa này, với lại Lào Cai, Lai Châu. Nói chung là ngoài Bắc này thôi. Còn vào trong miền trong là bọn em nghỉ hẳn rồi, không gửi được nữa. Có muốn gửi cũng không gửi được. Đi đến điểm chốt là họ bắt quay đầu luôn. Cái đợt này bọn em gửi hơn 100 đơn hàng đi vào trong miền Nam. Không gửi được. Gửi trước chưa có cái chỉ thị 16 này là hàng bên em là đều bị giữ lại ở trên thành phố nên là không giao được cho anh em. Những anh em nào mà đặt hàng bên em rồi ấy mà hàng chưa trao đến tay anh em ấy thì mong anh em thông cảm cho bên em là đợi đến dịch nó đỡ đi một tí thì bên em gửi lại cho khách hàng. Bây giờ là không gửi được. Bây giờ là quay hàng hóa hết. Bên em là đang ở rất nhiều trên các tỉnh nhưng mà nó toàn bị lưu ở trên thành phố, không đi giao được đến nơi cho anh em. Điều chỉnh đi, cháu ngồi thế nó lệch người luôn. Điều chỉnh đi. Thay cái lốp cái xăm mới cho chị, cho chị đi vài tháng đã, xong rồi chị đến làm lốp không xăm sau. Làm cái lốp không xăm thì D nó an toàn, B nhưng mà nó mà bị xì hơi hay thủng ra thì có anh em nào không biết làm thì hơi vất vả đấy. Đấy, chị này là chị hay đi làm ca đêm. Chị làm cái lốp không xăm này là rất là ok. Vì chị mà giả dụ như chị trúng vào một cái đinh ấy, chị có thể rút ra xong rồi keo nó sẽ tự vá. Thế nên là chị không cần phải sợ gì mà dắt bộ xe này. Lắp hoàn tất cái lốp về cái xăm, chuẩn bị cho lên xe. Anh Hiếu có gì muốn nói với anh em, dặn dò anh em tí là những anh em nào mà gần xa muốn đến quán sửa xe thì thông cảm. Không, móng tay chạm hết cam. Không chạm tí nào. Bây giờ dịch bệnh như này thì Hiếu cũng khuyên là anh em là thôi hạn chế đi lại. Bây giờ cửa hàng của mình cũng không ấy đâu, không tiếp khách. Bây giờ là nguy hiểm anh em ạ, cho nên là ai ở nhà đấy thôi. Chứ bây giờ ví dụ anh em nào mà có vô tình đi gần đến quán Hiếu hỏng xe hay hỏng cộ hay là bị làm sao thì mình hỗ trợ. Chứ còn bây giờ mà anh em ở phương xa mà gọi điện đến để làm máy thì bây giờ lại coi như là chấm hết. Bây giờ thứ không, như công ty chị mà có người trúng xăm đứng nước gọi em ra mà không? Không chị ạ. Không có máy chị ạ, vì mình phải có ấy chứ. Mình bọn em không đi di động nên là bọn em không sẵn máy để bây đi. Giờ đi ra công ty đấy mà nó đông người quá, nhiều khi mình cũng không dám ra, không muốn tiếp xúc nhiều chị ạ. Bây giờ tiền thì ai anh quý nhưng mà quan trọng là tiền thì không mua được cái mạng, cho nên là mới phải đi chân đất như này đúng không? Đấy. Đi chân đất này để cho nó hút ẩm. Đấy là xin thông báo với tất cả anh em trên khu vực gần xa là anh em nào mà khách hàng ruột của bên em ấy có muốn đến làm máy, làm hơi, làm côn thì mong anh em thông cảm cho bên em là bọn em tạm ngừng, là chưa nhận khách. Tại vì do chỉ thị của nhà nước nên là bọn em cũng ít hoạt động. Chỉ là những anh em nào mà thủng xăm, thủng lốp thì nhờ vả mở cửa cho để hỗ trợ để đi về. Nên là bọn em mới hỗ trợ thôi chứ còn nhận khách xa hoặc là làm máy móc thì ví dụ như ở quán mình có tầm 4-5 người thì họ lại vào dạo chơi uống nước rồi. Nên là bọn em cũng sợ lắm, bây giờ tiền là không thể chữa được cái bệnh nên là bọn em cũng thôi nên tạm nghỉ.
Thế nên là hẹn gặp lại các em gần xa là đỡ dịch rồi thì lên thăm anh Hiếu nhá. Anh Hiếu chào anh em này. Rồi, chào anh em.